Tập 40. Bội Kỳ. Là cô ta. Chắc cô ta tới thăm bác gái. Chuyện của Giang Lương, mình làm sao nói với bác gái đây? À, bà Trương, đúng là tốt số nha. Con trai bà có thể tìm được cô con dâu vừa xinh đẹp, vừa có gia giáo như vậy. Hơn nữa cô còn thường xuyên đem đồ quý tới tặng bà. Tôi tin là sau này cô nhất định sẽ hiếu thảo với bà đó. Cũng mong như cô nói. Thật ra tôi rất hài lòng với cô con dâu này. Sao con lại tới đây? Mau vào đây đi, vào ngồi đi con. À, nếu vậy bà Trương, tôi đi trước nha. À, được. À. Hôm nay không cần đi làm sao? Hôm nay con xin nghỉ. À, ngồi đi, ngồi đi. Bác gái. Hử? Hôm nay con có chuyện muốn nói với bác. Có chuyện gì? Thật ra con vốn không muốn nói, nhưng mà không nói lại không được. Con đã có thai với Giang Lương rồi. Con có thai với Giang Lương? Cũng chính vì vậy nên con mong là có thể mau chóng kết hôn với anh ấy. Nhưng mà con phát hiện anh đã có người phụ nữ khác rồi. Con với ảnh quen biết lâu như vậy, con luôn nghĩ là giữa con với ảnh không có vấn đề gì phải lo. Nhưng bây giờ ảnh quen biết cô gái đó, con muốn kết hôn với cổ. Ảnh còn kêu con giúp ảnh gạt cô gái đó. Con là em họ của ảnh. Bác gái, con thật sự rất yêu Văn Lương, cho nên con muốn nhờ bác khuyên nhủ anh ấy giúp con. Vì con biết là thật ra tụi con mới yêu nhau thật sự. Hơn nữa bây giờ trong bụng con lại có con của ảnh. Ảnh không thể bỏ rơi con của mình được. À, thư xảo, ngồi đi. Ngồi đi con. Thư xảo có con của Văn Lương rồi, giờ phải làm sao? Văn Lương bây giờ đang đối diện với bước ngoặt trong sự nghiệp. Nếu như Bội Kỳ biết thư xảo có con của Văn Lương, Văn Lương vất vả nỗ lực bao lâu nay đều sẽ uổng phí. Bác gái, thư xảo, chuyện con vừa nói bác đã rõ hết, cho nên con mới mong là bác khuyên nhủ Văn Lương giúp con. Cũng là phụ nữ nên bác rất hiểu hoàn cảnh của con, bác cũng rất đồng tình. Hơn nữa những gì con hy sinh vì Văn Lương bác đều nhìn thấy hết. Chỉ là ở trên đời này không phải mọi chuyện đều đơn giản như vẻ bề ngoài. Một người phụ nữ muốn giúp đỡ một người đàn ông thành đạt buộc phải có sự hy sinh. Bác biết Văn Lương nhà bác không tốt là Văn Lương có lỗi. Nó không nên sau khi quen biết con còn có bạn gái khác. Nhưng mà Văn Lương có nói với bác, thực ra người nó thật lòng yêu thương là con. Chỉ là bây giờ sự nghiệp của nó đang phải đối diện với lựa chọn, nó buộc phải khiến con tạm thời chịu thiệt thôi. Thực ra trong lòng bác cũng thực sự rất thương con. Chỉ là mỗi người đều có tính ích kỷ. Bác chỉ có một mình Văn Lương là con. Dĩ nhiên bác mong nó có thể thành đạt. Về điểm này thì nếu như con có thể hiểu cho nó, giúp đỡ cho nó, sau này nó thành công trong sự nghiệp, trong lòng bác cũng sẽ cảm kích con. Bác gái, lẽ đạo ý của bác cũng muốn con buông tay sao? Nếu như con thật muốn trách, cứ trách bác là được. Là người mẹ này không tốt, không cách nào để cho Văn Lương có cơ hội cạnh tranh công bằng, mới phải ép nó có lựa chọn như vậy. Nhưng mà nó cũng không còn cách khác. Thực ra cô bạn gái đó của Văn Lương bác cũng đã gặp. Cổ là Thái Bội Kỳ,
cô nắm giữ tương lai của Văn Lương. Đợi sau này sự nghiệp của Văn Lương đã vững vàng rồi, nó mới có thể cho con, cho đứa con trong bụng con một tương lai hạnh phúc. Vì tốt cho mọi người, mong con hãy thông cảm cho nó. Thư Sảo nè, con sao vậy? Sao con lại khóc chứ? Mấy thứ này là để tặng cho mẹ Văn Lương mà, sao con lại cầm về? Lúc nãy nhìn thấy bạn gái mới của Văn Lương cũng tới thăm bác gái, người ta tặng là dân sâm tổ yến mắc tiền. So ra thì con cảm thấy tặng quà này quá rẻ tiền, cho nên con không tặng cho bác ấy. Dì Phụng à, xin lỗi, không phải con chê đồ của dì tặng là rẻ tiền, chỉ là... Không sao đâu, đồ nặng lắm để dì. Không sao đâu, con cầm được không rồi. Không sao để dì, con có thai không được xách nặng đâu. Nè, ngồi đi, nè. Ai... Vậy con có nói với mẹ của Văn Lương không? Rồi bà ấy nói sao? Bác gái kêu con tạm thời ráng chịu thiệt thôi. Bác ấy nói bác ấy chỉ nhận con là con dâu, nhưng mà vì lo cho tương lai của Văn Lương, kêu con được đi phá hoại hôn lễ của Văn Lương và Thái Bội Kỳ. Sao lại nói như vậy được chứ? Vì không hiểu nổi, đã coi con là con dâu rồi, ơi, lại kêu con đừng ngăn cản nó lấy người khác, nói vậy sao mà được chứ? Con có nói với bà ấy là có thai rồi không? Con đã nói rồi, nhưng mà cũng vô dụng thôi. Không thể nào. Dì nghĩ mẹ nuôi của Văn Lương không phải loại người đó. Tình thân so với tiền bạc địa vị, dĩ nhiên là cháu nội của mình quan trọng hơn. Người có tiền có gì ghê gớm chứ. Dì Phụng à, làm sao đây? Bây giờ cả mẹ nuôi của Văn Lương cũng không ủng hộ con rồi, làm sao đây dì? Đừng quá lo lắng, có dì ở bên cạnh con, ít ra con còn có dì. Hả? Dì sẽ nghĩ cách. Ba, Hiếu Anh, sao khuya vậy hai người còn chưa ngủ? Con cũng vậy mà, khuya rồi nhưng vẫn chưa ngủ, đang nghĩ gì vậy hả? Không có gì, con đang nghĩ tại sao người và việc trên đời mới chớp mắt đã biến đổi nhiều như vậy. Con nhớ Văn Lương em trai con lúc còn nhỏ là đứa trẻ ngây thơ hiền lành, hoạt bát biết bao nhiêu. Bây giờ trưởng thành rồi lại biến thành người khác, trở nên cực kỳ thực dụng. Con thật không dám tin nó là đứa em trai năm xưa. Con đã nói rất rõ ràng với nó, Trần Long Quy có khả năng là kẻ giấu mặt sai người hại chết ba con, nhưng mà nó không thèm để ý, không có chút cảm giác nào, vẫn kiên trì muốn giúp Trần Long Quy. Điều khiến con không hiểu là chúng con là anh em cùng cha cùng mẹ, vậy tại sao nó có thể xem tình anh em ruột thịt không đáng một xu như vậy? Thậm chí không chúng con là người thân của nó. Không ngờ con lại có đứa em trai vô tình vô nghĩa. Thật ra em cũng không dám tin Văn Lương lại biến thành người như vậy. Trước đây cậu ấy
tràn đầy lý tưởng, hoài bão, còn có lòng chính nghĩa. Hai đứa tụi em thường ở trên tòa biện hộ cho người lương thiện. Nhưng mà lần này cậu ấy lại đứng về phía người xấu. Lẽ nào tiền bạc và quyền lực có thể khiến một người đang hiền lành tốt bụng thành lạnh lùng vô cảm? Thật không hiểu nổi. Ba, Hiểu Anh, Văn Lương là em ruột của con. Nói sao đi nữa, mấy năm nay đều tại người làm anh này không tận tình chăm lo cho nó, dạy dỗ nó mới khiến nó đi làm đường, khiến nó trở nên quá thực dụng, làm ra bao nhiêu chuyện trái với lương tâm. Con ở đây thay Văn Lương xin lỗi hai người. Con đang nói cái gì vậy? Chuyện này không thể trách con được. Người ta nói việc ai làm người đó chịu, muốn trách thì phải trách nó đã quá mê muội đi. Anh yên tâm, ngày mai vụ án của dì Ái Hoa em nhất định sẽ dốc hết sức. Em sẽ không để những kẻ ác đó tiếp tục hống hách nữa. Mời ngồi. Bổn tòa tuyên bố bắt đầu xét xử vụ án Uông Ái Hoa bị kiện tội giết người. Bị cáo Uông Ái Hoa, bà có quyền giữ im lặng, không cần trình bày những gì bà cho là không đúng. Bà cũng có thể chọn người biện hộ trả lời giúp cho bà, cũng có thể xin tòa án điều tra chứng cứ có lợi cho bà. Những quyền lợi này bà đã rõ chưa? Tôi đã rõ. Tốt lắm, bây giờ tôi mời công tố viên trình bày nội dung khởi tố. Bị cáo Uông Ái Hoa và nạn nhân là ông Trần Long Huy đã có hiềm khích từ trước. Vào đêm 20 tháng 3 năm 2014, bị cáo chuẩn bị thuốc độc bỏ vào trong ly rượu, định hại chết nạn nhân là ông Trần Long Huy, nhưng không thành công. Không may sau đó, anh Trần Minh Trung đã uống nhầm ly rượu này, trúng độc tử vong tại chỗ. Cho nên, chúng tôi khởi tố bị cáo tội danh là giết người. Bị cáo Uông Ái Hoa, nội dung khởi tố mà công tố viên vừa trình bày, bà có ý kiến gì? Tôi không có giết người, tôi không có. Bị cáo, bà có thể yêu cầu luật sư biện hộ giúp cho bà. Thưa quý tòa, tình tiết của vụ án có khác biệt lớn với nội dung mà công tố viên trình bày. Thân chủ của tôi là bà Uông Ái Hoa, là người sáng lập ra hội quán Sáng Hoa. Ông Trần Long Quy nhiều lần dùng thủ đoạn trái pháp luật để cướp đoạt cổ phần hội quán, khiến bà Uông Ái Hoa buộc phải hợp tác với ông ta. Nhưng mà Trần Long Quy vẫn chưa lấy đó làm đủ, mà còn muốn chiếm đoạt bà Uông Ái Hoa. Bà Uông Ái Hoa vì bất đắc dĩ mới chọn đúng đêm hôm đó bày tiệc rượu, mời ông Trần Long Quy tới. Khi đó mục đích của Uông Ái Hoa chỉ là muốn hù dọa Trần Long Quy, ép ông ta ký bản thỏa thuận đồng ý trả lại tài sản cho mình, đồng thời hứa là sau này không gây rắc rối. Rượu độc vừa nói chỉ là một chiêu đánh lừa. Lúc đó Uông Ái Hoa sở dĩ lấy viên thuốc độc cho vào bể cá thủy sinh làm cá chết, mục đích cũng chỉ muốn hăm dọa Trần Long Quy, khiến ông ta sợ hãi. Nhưng mà Uông Ái Hoa cho vào chai rượu đó chỉ là viên vitamin C có vẻ ngoài giống như viên thuốc độc, nên không có chuyện hạ độc thật sự. Ngoài ra, căn cứ xét nghiệm của tổ pháp y, độc trong bể cá với độc trong chai rượu là hai loại độc khác nhau. Cá nhân tôi cho rằng nếu thật sự muốn giết chết một người, bà ấy có thể ra tay vào lần đầu tiên Trần Long Quy uống rượu, đâu cần phải tốn công đợi tới lần thứ hai. Ngoài ra, liên quan vụ Trần Minh Trung uống nhầm rượu độc dẫn đến tử vong, bản thân tôi và thân chủ của tôi đều cùng chung quan điểm, hung thủ còn có người khác. Nên xin quý tòa xem xét trả lại trong sạch cho thân chủ của tôi. Tôi xin hết. Bên nguyên cáo, luật sư đại diện Trần Long Quy có ý kiến gì cần trình bày không? Thưa quý tòa, sự thật có đúng như luật sư bị cáo vừa nói hay không? Sai. Vốn dĩ Uông Ái Hoa đang nói dối. Căn cứ chứng cứ thu thập ở hiện trường, đêm hôm đó cửa đều đóng chặt, hơn nữa trong phòng cũng được khóa trái cửa, không có bất cứ dấu hiệu ẩu đả nào. Con trai của Trần Long Quy, Trần Gia Bân, lúc muốn vào cứu ba của anh ta,
còn phải phá cửa để vào trong. Từ điều này cho thấy, có thể chứng minh rõ ràng tối hôm đó không có bất cứ ai có thể vào trong. Thử hỏi, đêm đó nếu như Uông Ái Hoa không hạ độc, lẽ nào Trần Long Quy tự bỏ độc để hại mình sao? Hơn nữa, Uông Ái Hoa nói bà ta không có hạ độc vào trong rượu, bà ta chỉ bỏ vitamin. Vậy thì tại sao nạn nhân Trần Minh Trung khi uống ly rượu mà bà ta chuẩn bị sẵn thì trúng độc mà chết? Tuy phía cảnh sát đã lấy mẫu nước của bể cá thủy sinh và rượu độc đem đi xét nghiệm, hai chất độc trong đó đúng là khác nhau, nhưng chỉ có thể là Uông Ái Hoa muốn thoát tội mà ngụy tạo chứng cứ, đánh lạc hướng chú ý của cảnh sát thôi. Bị cáo Uông Ái Hoa vì muốn che đậy sự thật phạm tội, không tiếc lấy oán báo ơn, đảo lộn đúng sai. Chuyện bà ta nợ tiền của Trần Long Quy cũng phủi tay sạch sẽ, còn quay lại hãm hại Trần Long Quy, tố cáo ông ấy muốn chiếm lấy hội quán sáng qua, còn muốn chiếm đoạt bà ta. Nhưng mà không có chứng cứ gì hết, tôi đại diện nguyên cáo xin quý tòa điều tra rõ ràng, xử phạt nghiêm đối với bị cáo. Bị cáo, vừa rồi luật sư Trương, đại diện nguyên cáo đã nói, bà có ý kiến gì không? Không phải như vậy. Tôi chỉ vì không chịu nổi sự bức ép của Trần Long Quy cho nên mới làm ra chuyện này. Tôi thật sự không có ý muốn hại ông ta, tôi thật sự không có. Chúng ta có thể chất vấn thêm được không? Nếu bà đã không có ý hại người, vậy tại sao lại cất giấu chất độc? Nếu không phải bà bỏ độc giết người, thì sao cửa hiện trường đều khóa trái? Thuốc độc từ đâu mà ra? Bà có thể giải thích rõ về điểm nghi vấn này hay không? Tôi nhớ ra rồi. Thưa quý tòa, tối hôm đó, thực ra tôi chỉ muốn hăm dọa Trần Long Quy. Tôi nhớ lúc tôi cho ông ta uống rượu có bỏ vitamin thì đột nhiên bị cúp điện. Tôi ra phía sau kiểm tra ổn áp, quay lại tôi vừa kêu Trần Long Quy ký tên vào bản thỏa thuận thì con trai của ông ta và đàn em đã dạo tới nơi. Tôi nghĩ có lẽ là họ nhân lúc cúp điện trà trộn vào nhà, bỏ độc vào rượu, muốn hãm hại tôi. Nếu không, trước đó tôi đã cho Trần Long Quy uống rượu có bỏ vitamin, ông ta cũng đâu có sao. Nên cái chết của Trần Minh Trung không phải là tôi. Bị cáo, lúc nãy luật sư Trương đại diện cho bên nguyên cáo đã trình bày rõ hoàn cảnh hiện trường vụ án. Tất cả ổ khóa cửa trong nhà bà đều không có dấu hiệu bị phá, cũng tức là tuy bà tạm thời rời bỏ hiện trường nhưng sau khi bà trở lại thì ổ khóa vẫn còn nguyên vẹn. Vậy tôi muốn hỏi bà, nếu phán đoán theo lẽ thường thì tòa cho rằng không thể có người thứ ba ở hiện trường, bà nghĩ có phải không? Được rồi, phiên xử hôm nay tới đây kết thúc. Về luật pháp, bị cáo không thể chứng minh bản thân vô tội. Căn cứ trình bày của hai bên và chứng cứ hiện có của công tố, vừa rồi bị cáo phản đối bà không có hạ độc, hoặc giả là do người thứ ba xâm nhập để hạ độc. Lời phản biện này có thể còn cần thêm chứng cứ để xác thực. Nếu như bên bị muốn thuyết phục tòa, vậy thì bị cáo và luật sư bên bị trong phiên tòa xét xử lần sau phải trình bày rõ hơn và có chứng cứ về chuyện này. Bãi tòa. Nghiêm. Tốt lắm. Công ty vận chuyển Thiên Hổ. Chủ tịch à, vụ án của Ái Hoa chắc là không vấn đề gì chứ? Sao rồi? Không lẽ phiên tòa hôm nay không thuận lợi hả? Quả thật con không ngờ lần này lại thua Trương Văn Lương nữa. Chánh án cho là dì Hoa đã hạ độc, nhưng mà dì Hoa nói rõ là không có. Thậm chí dì còn nghi ngờ có người khác cố ý hãm hại. Con thấy bây giờ đành phải tự đi tìm chứng cứ để chứng minh dì Hoa là vô tội, mới mau giúp dì thoát tội. Nếu không tiếp tục như vậy thì tình hình ngày càng tồi tệ. Cái gì? Ý của cậu là muốn chúng ta tự tìm ra hung thủ để chứng minh Uông Ái Hoa trong sạch hả? Ồ, chuyện này đúng là quá khó rồi. Chúng ta lại không phải là trinh sát điều tra, biết đi đâu tìm hung thủ đây? Tìm hung thủ đâu đây chứ? Chủ tịch à, không phải thiết sĩ em nhiều chuyện à, mà theo em thấy vụ án này á, rõ ràng chứng cứ đã quá rõ rồi.
Anh thử nghĩ đi, nói không chừng là Ái Hoa muốn đối phó Trần Long Quy giúp anh nên cô ấy mới làm vậy, không ngờ là để xảy ra sơ sót. Bây giờ cô ấy vì muốn nhẹ tội dĩ nhiên là không dám nhận rồi. Không thể nào, vì tôi không biết gạt người khác. Thật ra chú tiến sĩ nói vậy cũng có lý. Theo chứng cứ hiện giờ cho thấy, ngoài Uông Ái Hoa ra không thể có người khác có cơ hội bỏ độc được. Nhưng mà thái độ của Uông Ái Hoa và những lời bà ấy nói xem ra thì cũng không giống đang nói dối. Có lẽ là bị hãm hại, nhưng mà quả thật tôi không dám khẳng định sự thật là như thế nào nữa. Hiểu anh à, tuy vì tôi rất hận Trần Long Quy, nhưng mà người quan trọng nói sao gì cũng không thể làm như vậy. Tuy cô nói cũng đúng, nhưng mà chú thiết sĩ nói cũng có lý đó. Con người lúc nguy cấp cũng như là chó ra đường cùng vậy. Vì Ái Hoa hận Trần Long Quy như vậy, muốn ông ta vào chỗ chết cũng không phải là không có khả năng. Chuyện này tôi nghĩ Ái Hoa cũng không ngốc tới nỗi phải liều mạng để chết cùng Trần Long Quy. Nếu như cổ đã nói, cổ chỉ hù dọa ông ta thôi. Chủ tịch à, em cũng rất đồng tình với Ái Hoa, nhưng mà rõ ràng trong nhà chỉ có hai người họ. Cô ấy nói là không có bỏ độc, ai mà tin được lời cổ nói chứ. Vì Ái Hoa nói không có là không có, chúng ta phải tin tưởng gì tìm ra hung thủ chứ. Hân Nghi nói không sai, con cũng tin gì. Hiểu anh à, em là luật sư biện hộ của dì Ái Hoa, em nghĩ sao? Em nghĩ sao thật ra không quan trọng. Bây giờ quan trọng là phải làm sao tìm ra chứng cứ chứng minh dì Ái Hoa trong sạch, để chánh án tin là chị thật sự vô tội. Anh à, em muốn đi tìm Văn Lương. Nếu như nó đồng ý hủy bỏ tố tụng, không biết chừng có thể cứu gì. Cho dù cậu xin nó lại đó, em cũng đồng ý mà. Hân Nghi à, em đừng có đi nữa. Trước đây không phải chúng ta đã khuyên rồi sao? Nó đã có thái độ gì? Bây giờ nó không nhận người thân, trong đầu chỉ có tiền thôi, quyền lực, nó không nghe mình khuyên đâu. Có tìm nó cũng vô dụng, chỉ càng thêm bực bội mà thôi. Vậy thì phải làm sao? Anh à, hay là em đi tìm Trần Gia Bân? Gia Bân đã trở mặt với ba anh ta, em đi tìm anh ta có ích gì? Tuy bây giờ quan hệ giữa họ không tốt, nhưng mà cha con sẽ có thể thù lâu được. Nếu như Trần Gia Bân đồng ý đi khuyên Trần Long Quy, không chừng ông ta chịu nghe khuyên, thay cho dì Ái qua một đường sống. Ba, cách này có lẽ không được, nhưng mà dù sao cũng nên thử coi sao. Không thể ngồi im chờ chết được. Cũng như Hân Nghi đã nói, có lẽ chỉ còn cách này. Chúng ta cũng phải thử một lần coi có được không. Dạ. Văn Lương à, khá lắm, đúng là rất giỏi. Lúc nãy anh ở trên tòa nói câu nào cũng rất là sắc bén. Hứa Hiểu Anh đó bị anh chặn họng không nói được gì. Tôi ở tòa nhìn thấy cảnh này cảm thấy rất vui đó. Luật sư Trương, anh đúng là giỏi nha. Vụ án nhỏ này có đáng gì? Trước đây lúc còn thực tập tôi đã gặp nhiều rồi. Huống chi Uông Ái Hoa thật sự có âm mưu giết người, chúng ta chỉ cần nhấn mạnh vào ý đồ của bà ta thôi. Chánh án nhất định sẽ dựa vào chứng cứ để xử bà ta có tội. Bây giờ bọn họ chỉ còn một cách duy nhất giúp Uông Ái Hoa thoát tội, đó là phải chứng minh thuốc độc trong chai rượu không phải Uông Ái Hoa đã bỏ vào. Bây giờ họ muốn tìm kẻ nhận tội thay giúp Uông Ái Hoa thoát tội vốn là chuyện không dễ dàng. Vì theo như tôi được biết, căn nhà đó ngoài Uông Ái Hoa ra còn có một người có chìa khóa. Người đó chính là con nuôi của bà ta, Hân Nghi. Họ có thể đẩy Hân Nghi ra không? Nói Hân Nghi chính là hung thủ giết người. Chủ tịch, anh nói đúng. Họ vốn không thể nói Hân Nghi chính là hung thủ giết người, cho nên Uông Ái Hoa tuyệt đối không thể lật lại bản án. Bà ta nhất định bị xử tội. Đúng vậy, nếu chánh án đã phán là tội giết người, đó thật sự không phải là tội nhẹ. Dù bà ta không bị xử tử hình, cả đời này cũng đừng hòng ra khỏi tù. Nhưng mà
Anh Khôn à, chuyện Uông Ái Hoa gài bẫy định giết chết Trần Long Quy thì ông Quy ôm hận trong lòng là lẽ đương nhiên. Tôi có thể hiểu được bây giờ ông ta chỉ muốn ép bà ta vào chỗ chết thôi. Nhưng mà tại sao cả anh cũng có vẻ rất quan tâm tới chuyện này vậy? Còn khăng khăng muốn Uông Ái Hoa ngồi tù nữa, anh mới yên tâm. Văn Lương à, vậy là anh không biết rồi. Bây giờ Trần Long Quy nằm viện không thể quản lý chuyện gì. Nên nếu như Uông Ái Hoa có thể sớm vào tù thì đương nhiên sẽ không còn ai có thể cản đường tôi. Tới lúc đó, tập đoàn Long Quy mới thật sự hoàn toàn thuộc về Lôi Khôn này. Bên phía Uông Ái Hoa không còn trở ngại gì lớn nữa. Bây giờ chỉ lo bên phía Trần Long Quy thôi. Văn Lương à, thật ra thì tôi cũng nghĩ như anh. Gần đây lúc tôi đi thăm Trần Long Quy, tôi thấy sức khỏe của ông ta đã khá hơn. Đúng là khiến tôi rất lo lắng đó. Nè, rửa xe xong rồi sao? Ồ, xong rồi xong rồi. Chìa khóa ở bên trong đó. Trả cho anh nè. Được rồi, cảm ơn. Đừng khách sáo. Rồi rồi rồi, chạy ra đi. Cảm ơn, đi cẩn thận nha. Trường Gia Bân, Hân Nghi, không ngờ là em còn tới thăm anh sao? Trần Gia Bân, lần trước em đã nói rõ ràng mọi chuyện với anh rồi, tại sao anh còn chưa trở về, còn muốn tiếp tục ở lại đây nữa? Anh đã làm căng với ba tới vậy rồi, anh làm sao mà về đây? Huống chi bây giờ anh ta không trở về chỉ khiến người khác cười vào mặt thôi. Trước khi chưa chứng tỏ khả năng với mọi người, anh sẽ không về đâu. Không ai cười anh hết. Trước đây anh vì chuyện của em mới trở mặt với ba của anh. Chỉ cần anh trở về rồi nói với ba của anh bị em lợi dụng thôi, ba anh sẽ tha thứ cho anh. Hơn nữa, ba anh phản đối em qua lại với anh cũng đúng mà. Có thể ông đã sớm nhận ra em không có tình cảm với anh. Ông vì muốn tốt cho anh, không muốn anh bị gạt. Hân Nghi, anh hoàn toàn không trách gì em. Anh tình nguyện làm bất cứ chuyện gì vì em, tình nguyện hy sinh tất cả vì em. Nhưng mà có chuyện này anh nhất định phải hỏi rõ. Em đối với anh có thật là không có chút tình cảm nào không? Anh tốt với em vậy, tốt tới không màng điều gì hết. Em thật sự cảm động vì điều đó. Nhưng mà cảm động này thật ra là tình bạn hay tình yêu, em vẫn không thể nói rõ với anh. Em chỉ biết em dối gạt anh, lợi dụng anh. Thậm chí em không có tư cách làm bạn anh. Hân Nghi, em nói em không biết chắc tình cảm đối với anh. Nói cách khác là thật ra đó có thể là tình yêu, chỉ là bản thân em không dám đối diện với mình phải không? Như vậy là đủ rồi. Chỉ cần em có thể dành cho anh một chút ánh mắt và tình cảm quan tâm, cho dù nó rất nhỏ nhoi thôi, cũng đủ làm cho anh vui cả đời rồi. Hôm nay em tới tìm anh không phải muốn nói với anh chuyện này. Em tới để khuyên anh mau về nhà. Ba anh ngã bệnh, giao tất cả mọi chuyện cho Lôi Khôn. Nhưng Lôi Khôn là kẻ lòng dạ thâm hiểm, để Tuệ Linh lấy anh ta đã là một sai lầm. Nếu như anh còn không về, e là sẽ tiếp tục gây sai, sai lầm thứ hai không thể cứu vãn. Nhưng mà anh không muốn người khác cho là anh chỉ là thằng con ăn bám. Anh muốn dùng khả năng để chứng minh anh không phải là kẻ ăn bám, càng không phải là đứa phá gia chi tử. Anh phải giành lại sự tôn trọng. Anh không muốn người khác coi thường anh, nghĩ anh không chịu khổ nổi. Anh đã chứng minh bản thân rồi. Nỗ lực và quyết tâm của anh em đã nhìn thấy rõ. Nhưng đã đến lúc anh nên trở về vị trí của mình. Nếu anh không về,
quan hệ giữa anh với ba anh mãi mãi sẽ không thay đổi. Hơn nữa, anh mới là người thừa kế hợp pháp của ba anh. Tuy là lúc ba anh bị đột quỵ, có ký một bản ủy thác để cho Lôi Khôn làm người đại diện pháp lý, nhưng mà văn bản này có giá trị luật pháp thật hay không, tới giờ còn chưa biết. Tuy ba anh có rất nhiều tiền, nhưng mà là tiền bất chính. Giờ nếu để số tiền này rơi vào tay của Lôi Khôn, em e là sẽ bị anh ta đem đi làm chuyện xấu. Cho nên anh phải mau chóng lấy lại hết số tài sản đó, để tài sản này được dùng với mục đích tốt hơn. Em thật sự cho là anh nên trở về sao? Muốn chứng minh bản thân có rất nhiều cách. Trước đây anh đã quen làm cầu ấm, có thể từ bỏ tất cả, làm lại từ đầu, đây là khí phách. Nhưng nếu bây giờ anh trở về bảo vệ ba anh và em gái anh, đoạt lại sự nghiệp gia đình, đây là bản lãnh. Em biết bây giờ Trần Gia Bân làm được, em tin anh. Nếu em đã tin tưởng anh vậy, được rồi, anh quyết định trở về. Anh nhất định phải chỉnh đốn lại nhà họ Trần, lấy lại oai phong trước đây. Em cứ chờ đi. Ba, con đã theo ba mười mấy năm, ba đang nghĩ gì con không biết sao? Mọi chuyện ba dặn con làm, con đều giải quyết ổn thỏa hết rồi. Ba, hôm nay ngoài việc nói với ba tin vui về vụ kiện ra, con còn có chuyện khác muốn báo với ba. Là chuyện gì vậy hả? Ba, ba có một người anh em kết nghĩa trung thành, nghe nói ba bị bệnh, anh rất lo lắng, nên hôm nay cố tình tới đây để thăm ba. Đại ca, đã lâu không gặp. Cậu là Quảng Đạt, Chu Quảng Đạt đây. Quảng, tôi nghe nói anh bệnh rồi, đi tay không tới thì ngại quá, cho nên lúc nãy khi đi ngang tiệm hoa, tôi muốn mua bó hoa tới thăm anh. Ai ngờ đâu tiệm hoa đó bán đắt quá, chỉ còn lại bó hoa này. Người ta nói có lòng tặng hoa không ngại kiêng kỵ, chúng ta là anh em nhiều năm nay rồi còn gì. Chắc anh không trách đâu hả? Cậu đi đi. Ồ, anh muốn hỏi tôi mười mấy năm qua đi đâu sao? Đúng là cảm động quá, tới bây giờ anh vẫn quan tâm tôi á. 18 năm qua, 18 năm kể ra đúng là rất dài. Ngoài mặt thì xem ra chúng ta như anh em, nhưng trên thực tế tôi còn không bằng con chó bên cạnh anh mà. Nghĩ coi, tôi đúng là ngu, không tự lượng sức, còn mơ xưng anh em với anh. Trước đây ba vợ tôi rất tốt với anh, anh trở thành một người thành công sống sung sướng, sao có thể coi người khác là chó được? Không phải chó thì là gì? Hồi đó tôi vì muốn kiếm chút đỉnh tiền, chuyện gì cũng nghe theo anh ta, còn giúp anh ta làm nhiều chuyện xấu. Xảy ra chuyện đều là tôi gánh hết. Anh ta ăn ngon ngủ yên, không cần lo nghĩ chuyện gì. Tôi làm tốt, anh ta sờ đầu khen mấy câu, quăng cho ít tiền. Nếu như làm không tốt, không phải đánh thì là không còn tự trọng luôn. Không phải chó thì là cái gì? Cậu muốn nói nói gì? Chuyện tôi muốn nói là tôi cảm tạ ơn nghĩa của anh. 18 năm qua đã ban cho tôi cuộc sống trúng chui trúng nhủi. Đêm hôm đó lúc chuyển hàng, vô tình bị Trịnh Dân Sinh phát hiện ra là hàng trắng, anh còn ép tôi ra tay giết người. Tôi là người như thế nào, bản thân tôi biết rõ. Ít ra tôi còn có chút lương tâm,
tôi biết dù có làm nhiều chuyện xấu cũng không thể giết người. Về sau vì muốn lấy lại biên nhận và chuyển hàng, anh lại kêu tôi đuổi giết họ Lâm Kim Phụng và ba đứa con nhỏ dại đó. Cuối cùng Lâm Kim Phụng té xuống vực. Tôi vì muốn chuộc tội mới gạt anh là tôi đã hủy tờ biên nhận rồi. Tôi thấy chuyện mình làm quá ác nên quyết định đem Lâm Kim Phụng về nhà chăm sóc. 18 năm qua tôi giữ chị ấy bên cạnh tôi. Gạt tôi Mười mấy năm qua tôi đã vì anh gánh tội giết người. Anh nói anh không có lỗi với tôi à? Cũng may ông trời có mắt, thời thế thay đổi rồi. Bây giờ anh ngã xuống là lúc tôi vươn mình đứng lên. Tôi muốn đòi lại cả vốn lẫn lời những gì đã mất 18 năm qua. Cậu muốn làm gì? Tôi muốn làm gì? Tôi tự nhận mình là người có tài. Tôi không chấp nhận cuộc đời tôi cứ trôi qua lãng phí như vậy. Bây giờ anh đột quỵ, đây là kết quả của anh. Cuộc đời anh tới giai đoạn này coi như cũng xong rồi. Còn tôi có quý nhân giúp đỡ. Nếu không, tôi cũng không thể xuất hiện trước mặt anh. Nói tới chuyện này, chắc anh rất tò mò. Quý nhân đó thật ra là ai phải không? Người đó, cả đời tôi phải biết ơn đại đức của cậu ấy. Là ai? Thời gian đúng là vô tình. Anh đã già thật rồi. Chẳng những đi lại bất tiện, ngay cả đầu óc cũng lú lẫn luôn. Người đó chính là người báo cho tôi biết anh đột quỵ nằm yên trên giường. Người đó xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Anh nghĩ kỹ đi, người đó chính là con rể quý của anh, Lôi Khôn. Ba từng là ân nhân của con, bây giờ lại là ba vợ của con. Theo lý thì mọi chuyện con nên nghe lời ba mới phải. Nhưng mà anh Đạt nói không có sai. Con đi theo ba mười mấy năm qua, cũng coi như là con chó trung thành của ba. Lúc ba vui vẻ thì rờ đầu con mấy cái, quăng cho con cục xương đi gặm. Nếu như ba thấy không được vui thì đạp con, đánh con. Thật ra ba không đối xử với con như con người. Hơn nữa, thằng con vô dụng Trần Gia Bân của ba từ sáng đến tối ra ngoài gây sự, toàn là do con đứng ra chịu thay. Hôm nay con tiếp quản tất cả mọi thứ của ba, sự nghiệp của ba. Ba đừng có quán than đó nghe. Con rể. Người ta nói con rể cũng là con mà. Sau này ba chết, con sẽ đeo tang cho ba. Bây giờ ba giao hết cơ nghiệp và tất cả tài sản cho con rồi. Với ba mà nói cũng là đáng đời thôi. Tuệ Linh, con rồi. Ba, lúc nãy Tuệ Linh ở đây, con nói như vậy thật ra là muốn an ủi ba. Đứa con trong bụng của Tuệ Linh
vốn không phải là con của con. Lúc đó ông kêu tôi dẫn Tuệ Linh đi bỏ đứa bé trong bụng của cổ, nhưng mà Tuệ Linh cứ cầu xin tôi, xin tôi tha cho đứa con đó. Nói thật lòng, tôi vốn không hy vọng cổ sinh đứa con trong bụng của mình ra, nhưng mà tôi thấy ba của cổ quá lạnh lùng vô tình, tôi thật sự không nhẫn tâm, nên tôi đã đồng ý yêu cầu của cổ. Thật ra đứa con trong bụng của Tuệ Linh là của Hứa Nhạc Hồng. Con trai của tôi ra là kẻ thù của ông. Ông không ngờ có phải không? Đứa cháu ngoại của ông lại là con của Hứa Nhạc Hồng. Kể ra thì đứa bé này cũng rất đáng thương, vừa chào đời đã phải đối diện với ân oán thù hằn của ông nội và ông ngoại. Tôi thật sự rất muốn thấy tương lai của nó sẽ như thế nào. Nhưng mà nói thật lòng, đây chính là bi kịch lớn nhất trong cuộc đời của ông. Ông hối hận rồi chứ? Ông có hối hận để tôi làm con rể của ông? Ông có hối hận giao hết tài sản của ông cho tôi? Ông có hối hận trước đây đã đối xử tệ bạc với tôi không? Bây giờ tập đoàn Long Quy của ông nhiều tiền như vậy, nhưng mà ông lại phải nằm liệt ở đây, muốn xài tiền cũng không được. Ông cứ yên tâm, đem tất cả tài sản đó giao cho chúng tôi xài giúp. Còn về phần ông, cứ nằm ở đây là được rồi, hưởng thụ quả báo của ông đi. Ông có khát nước không? Ha 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 ha.